Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Việt Nam. Giới chức quốc phòng Ukraine tháng trước tuyên bố tuần dương hạm Moskva đã bị tên lửa diệt hạm Neptune của Ukraine đánh trúng. Tuy Nga nói rằng là do hỏa hoạn làm nổ kho đạn trên tuần dương hạm khiến một thủy thủ thiệt mạng, nhưng Ukraine vẫn rất tự hào tuyên truyền khẳng định đó là chiến công của Ukraine. Các bạn có biết tại sao mà Ukraine và Nga đều coi trọng sự việc liên quan đến con tàu Moskva không? Đó là bởi Moskva là một trong những lực lượng chủ chốt đóng vai trò quyết định sức mạnh của Hải quân Nga. Tàu Moskva giống như con át chủ bài đầy uy lực, góp phần tạo nên khí thế tấn công của dàn soái hạm thuộc biên chế Hải quân Nga hiện nay. Năng lực tấn công của tuần dương hạm Moskva khiến đối thủ nào cũng muốn hạ gục nó trước tiên. Tất nhiên, chỉ một chiếc Moskva không làm nên toàn bộ sức mạnh của Hải quân Nga, nhưng chí ít thì nó cũng là minh chứng cho năng lực tấn công mạnh mẽ của Hải quân nước này. Ngoài tàu Moskva, dàn soái hạm đầy tự hào của Hải quân Nga còn có hộ vệ tên lửa đàn Getan thuộc lớp Genpat đề án 11661 của hạm đội Caspian, được thiết kế để tấn công hạm đội tàu sân bay đối phương. Những chiếc soái hạm thuộc biên chế Hải quân Nga đều được xem là những pháo đài nổi trên biển. Chính vì thế mà tàu lớp Genpat đã khiến cho nhiều quốc gia trên thế giới phải lưu tâm. Nước nào mua được thì là may mắn, còn những nước không mua được nó thì lại phải dè chừng và theo dõi sát sao. Hiện nay thật tuyệt vời khi Việt Nam được sở hữu tới 4 con tàu lớp Genpat đầy uy lực do Nga chế tạo. Thậm chí sức mạnh của tàu 016 Quang Trung gần như đang là biến thể mạnh nhất của lớp tàu này. Theo dữ liệu của Global Firepower, Hải quân Việt Nam đang có trong biên chế 65 tàu chiến các loại. Trong số đó có 4 tàu hộ vệ tên lửa, 7 tàu hộ vệ săn ngầm. Phần lớn đã được thay tính năng, 13 tàu tên lửa tấn công nhanh, 8 tàu tên lửa, 12 tàu pháo, 5 tàu phóng lôi và một số tàu chiến khác. Có thể thấy lực lượng nòng cốt của hạm đội tàu mặt nước của Việt Nam hiện tại chính là các tàu hộ vệ tên lửa và tàu tên lửa tấn công nhanh. Dẫn đầu là các tàu hộ vệ Genpat 3.9, trong đó có 3 tàu mang tên các vị vua Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Quang Trung và một tàu mang tên danh tướng Trần Hưng Đạo. Trang tin Sina của Trung Quốc từng nhận định rằng 4 tàu hộ vệ lớp Genpat 3.9 được biên chế sẽ tăng cường thực lực cho Hải quân Việt Nam. Theo trang Sina, chức năng chủ yếu vốn có của tàu Thai 11661 là thay thế cho các tàu săn ngầm cũ như Thai 1124, có khả năng săn ngầm, chống hạm, phòng không tổng hợp. Có thể thấy uy lực của chiếc Genpat đầu tiên khi nó được phân công làm tàu chỉ huy của hạm đội biển Caspian của Nga. Tàu hộ vệ lớp Genpat 3.9 Việt Nam mua là phiên bản cải tiến. Ngoài ngoại hình tàng hình, điểm sáng lớn nhất là tàu này trang bị tên lửa chống hạm Uran, được Nga xuất khẩu lần đầu tiên. Tầm bắn của tên lửa này là 130 km, tốc độ lớn nhất khoảng 0,8 mach. Tàu hộ vệ thường dùng cho nhiệm vụ tuần tra biển gần và hộ tống hạm đội biển xa. Tàu hộ vệ Genpat của Việt Nam có lượng giãn nước chỉ 2.100 tấn, thuộc tàu hộ vệ hạng nhẹ, nhưng đã trang bị 8 quả tên lửa chống hạm. 8 quả tên lửa Uran tầm bắn 130 km này, mặc dù không bằng tên lửa Hampton của Mỹ, nhưng hiệu quả tấn công rất ghê gớm. Một khi tiến hành tấn công tập trung thì nó chẳng khác nào sát thủ tàu sân bay thực sự. Tersina phân tích, điểm mạnh của loại tên lửa chống hạm này hoàn toàn không phải ở tốc độ mà là hiệu quả tấn công của nó. Nếu bị bắn trúng một quả tên lửa này thì tàu sân bay Liên Ninh Trung Quốc cơ bản mất đi khả năng tác chiến. Tên lửa chống hạm Uran là một đòn sát thủ thực sự, tàu sân bay Liêu Ninh phải cực kỳ cẩn thận nếu di chuyển trên Biển Đông. Tàu hộ vệ lớp Genpat 3.9 còn trang bị vài quả tên lửa phòng không tầm ngắn, có khả năng phòng không điểm. Loại tàu này đã trang bị thiết bị định vị thủy âm kéo săn ngầm, chở theo máy bay trực thăng săn ngầm, có khả năng săn ngầm không tồi. So với tàu hộ vệ cỡ lớn lớp 4.000 tấn, tàu hộ vệ lớp Genpat mặc dù có kích cỡ nhỏ nhưng lại có ngũ tạng đầy đủ. Cuối cùng, Tersina nhấn mạnh, đối với Hải quân Việt Nam, Genpat là tàu chiến chủ lực thực sự.
Ngoài khả năng diệt hạm đáng gờm, Hải quân Việt Nam coi 4 con tàu lớp Genpat mà mình đang sở hữu là những tàu chiến chủ lực, còn bởi vì đây là những sản phẩm tân tiến nhất trong lớp tàu này. Các hộ vệ tên lửa lớp Genpat hiện tại của Hải quân Nga có thiết kế và hệ thống vũ khí đi kèm khác biệt khá lớn so với các tàu Genpat 3.9 đang được Hải quân Nhân dân Việt Nam sử dụng. Với cấu hình vũ khí trên các tàu hộ vệ tên lửa Genpat của Nga hiện tại, có thể so sánh thấy được tàu lớp Genpat mà Hải quân Việt Nam sở hữu gần như đang là biến thể mạnh nhất của lớp tàu này. Điều này ít nhiều liên quan đến quá trình phát triển lớp tàu chiến này trong đầu những năm 1990, khi Nga chật vật tìm cách hiện đại hóa hạm đội tàu chiến giả nua của mình. Tàu đầu tiên của lớp Genpat này còn được gọi là đề án 11661, được khởi đóng từ năm 1991 tại nhà máy đóng tàu Zelandonok. Nó được hạ thủy vào tháng 7 năm 1993, nhưng do thiếu kinh phí, phải đến mãi tháng 8 năm 2003, Hải quân Nga mới đưa con tàu này vào biên chế chính thức và được đặt tên là Taratan. Cũng cần phải nói thêm là tàu Taratan là một trong những tàu chiến mới được Hải quân Nga đóng mới và đưa vào trang bị kể từ sau khi Liên Xô tan rã. Tàu Taratan là nguyên mẫu đầu tiên của lớp Genpat được hoàn thiện với thiết kế khá giống các tàu hộ tống trước đây của Hải quân Liên Xô như Kony, Grisha và Pachim. Bản thân đề án 1161 được Hải quân Nga phát triển cũng là nhằm thay thế các tàu hộ vệ lỗi thời này. Về mặt tổng thể, tàu Taratan không sở hữu thiết kế tàng hình như các tàu Genpat 3.9 của Việt Nam từ phần thân cho đến cấu trúc thượng tầng của tàu. Bên cạnh đó, tàu Taratan cũng không được thiết kế để mang theo trực thăng săn ngầm lẫn bãi đáp trực thăng phía sau đuôi tàu như Genpat 3.9. Hệ thống vũ khí chống hạm của Taratan giống như các tàu Genpat 3.9, sử dụng các tên lửa chống hạm KH-35 được đặt dọc thân tàu, giống như cách bố trí các cục ống phóng tên lửa Uran-E biến thể xuất khẩu của KH-35 trên các tàu tên lửa lớp Monia của Việt Nam hiện tại. Với hệ thống vũ khí như vậy, năng lực tác chiến trên biển của Taratan không có gì quá nổi bật số với các tàu chiến của Nga cùng thời và cũng không mấy hấp dẫn trong mắt Hải quân Nga. Chính điều này đã buộc Zelandonok phải có thay đổi nhất định trong thiết kế lớp Genpat nếu như muốn Hải quân Nga mua thêm tàu mới cũng như xuất khẩu ra nước ngoài. Điều này được thấy rõ trong sự thay đổi thiết kế trên các tàu Genpat tiếp theo. Cụ thể hơn, ở đây là sau khi hoàn thiện cặp tàu Genpat 3.9 đầu tiên cho Việt Nam, nhà máy Zelandonok bắt đầu nâng cấp tàu Genpat thứ hai có tên Dagestan cho Hải quân Nga dựa trên những kinh nghiệm họ thu nhận được từ việc đóng tàu Taratan cũng như các tàu Genpat 3.9. Mặc dù được đóng trước các tàu Genpat 3.9 của Việt Nam tới tận 13 năm, từ năm 1994 đến năm 2011, thế nhưng Dagestan lại được hạ thủy sau cặp tàu 011 Đinh Tiên Hoàng và tàu 012 Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam. Như vậy, có thể thấy bên cạnh vấn đề về ngân sách, nhà máy Zelandonok vẫn chưa thể có một phương án thiết kế tốt nhất cho Dagestan đến khi họ bắt đầu phát triển Genpat 3.9. Chính thiết kế của Dagestan sau này đã ít nhiều nói lên việc vì sao con tàu này mất tới gần 20 năm mới có thể biên chế cho Hải quân Nga. Và so với cấu hình vũ khí trên Taratan thì tàu Dagestan có sự khác biệt quá lớn. Dagestan được trang bị cụm ống phóng tên lửa thẳng đứng, mang tới 8 tên lửa hành trình Kablik, có khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau với tầm bắn lên đến hơn 1.000 km. Tổ hợp tên lửa OSAM phía sau đuôi cũng bị thay bằng tổ hợp vũ khí đánh chặn tầm gần PATMASU như trên Genpat 3.9. Tuy nhiên, cấu hình vũ khí trên Dagestan chỉ có vậy. Về thiết kế tổng thể, tàu Dagestan có hình dáng bên ngoài gần giống Genpat 3.9. Với khả năng tàng hình nhẹ, cấu trúc thượng tầng cũng được hoàn thiện tốt hơn so với Taratan. Điểm thiếu sót nhất trong thiết kế của Dagestan có lẽ chính là việc nó không được trang bị bãi đáp dành cho trực thăng săn ngầm. Về phía các tàu Genpat 3.9, dù chúng không được trang bị cấu hình mạnh nhất của lớp Genpat, nhưng Việt Nam lại đang sở hữu các biến thể mạnh và có khả năng tác chiến toàn diện nhất, phù hợp với yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân chủng Hải quân trong tình hình mới. Trong số các tàu hộ vệ tên lửa Genpat 3.9 của Hải quân Nhân dân Việt Nam, thì bộ đôi tàu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung được đánh giá có năng lực tác chiến toàn diện nhất.
Sở dĩ nói như vậy là bởi ngoài hệ thống vũ khí tiêu chuẩn như trên, thì các cặp tàu Gepard còn được trang bị thêm vũ khí chống ngầm cực mạnh. Ngoài hệ thống vũ khí tiêu chuẩn như cặp tàu Gepard 3.9 đầu tiên, tàu 015 và 016 còn được trang bị thêm cụm ống phóng ngư lôi hạng nặng 533mm PTA-5311661. PTA-5311661 được đánh giá là sự bổ sung tuyệt vời cho các tàu Gepard 3.9 của Việt Nam, giúp nâng cao đáng kể năng lực tác chiến chống ngầm cho tàu. Bên cạnh việc sử dụng trực thăng KA-28 vốn có năng lực chống ngầm hạn chế, điều đặc biệt hơn cả là không có tàu Gepard nào của Hải quân Nga được trang bị hệ thống vũ khí này. Ngoài thiết kế tàng hình nổi trội thì điểm khiến các tàu Gepard 3.9 được đánh giá mạnh hơn tàu Tatarstan chính là việc chúng sở hữu năng lực tác chiến, đa năng trên biển, từ chống hạm, chống ngầm cho đến phòng không, xứng đáng với danh hiệu lớp tàu chiến lớn và hiện đại nhất Việt Nam. Hiện tại, các tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam với cấu hình vũ khí cao nhất được trang bị một hải pháo AK-176M, một tổ hợp vũ khí đánh chặn tầm gầm PAP-MASU, 8 tên lửa chống hạm KH-35 Uran-E, 2 tổ hợp pháo phòng không cao tốc AK-630M và 2 cụm ống phóng ngư lôi 533mm PTA-5311661 được bố trí cần đối đầu, phía đuôi và dọc thân tàu. Ngoài ra, cấu trúc thượng tầng của tàu còn là nơi bố trí các hệ thống trang thiết bị chỉnh sát điện tử như radar cảnh giới nhìn vòng Positive ME-1, chuyên nhiệm trinh sát đối hải và đối không, radar điều khiển hỏa lực cho tên lửa chống hạm Mineral-ME, radar điều khiển hỏa lực MR-123 cho hải pháo AK-176M và vũ khí đánh chặn tầm gần PAD-MASU. Theo thông tin đã được xác thực từ Hải quân Nga, Việt Nam sẽ có tổng cộng 6 tàu Gepard 3.9 trước thời hạn năm 2030, nghĩa là còn 2 chiếc nữa chuẩn bị cập bến, hứa hẹn sẽ tích hợp nhiều vũ khí với uy lực còn mạnh mẽ hơn nữa. Dù những cải tiến trên các tàu mới là chưa được tiết lộ, nhưng như lãnh tụ Xô Viết Stalin đã nói, số lượng cũng là một loại chất lượng. Việc sở hữu đội tàu cơ động tầm xa với 6 tàu Gepard 3.9 thay vì 4 chiếc tất nhiên sẽ mang lại cho Việt Nam nhiều lợi thế hơn trên biển. Với những con tàu chiến mạnh mẽ thế này, ắt tin rằng Hải quân Việt Nam sẽ khiến quốc gia láng giềng phương Bắc phải tém tém lại và dập tắt dần ý đồ xâm lược chủ quyền biển đảo của Việt Nam.